Ông Tuấn càng nói lại càng lộ thêm bằng chứng. Quý vị các bạn cùng nghe này. Mạng á, không phải dẫn ví dụ anh em YouTuber quay mà khán giả cũng thắc mắc nó tại sao 12 ngày mới lên rồi có người đặt nghi vấn này, nghi vấn kia. Theo anh giờ xác với xong đâu sao mình biết. Dạ. Giờ mình cũng tích cực ngày đêm kiếm hoài không có, mình cũng biết sao giờ. Ngự thì nói sao mà bao ngày, ngự nó 12 ngày. Giờ đó thằng Lễ trên đó nó 24 tuổi đó, giờ cũng 10 ngày nó chưa nổi đó, sao không đặt vấn đề đó đi. Dạ 12 đó, 10 chưa thấy nó, không đặt vấn đề đó nữa. Đó, thì như tất cả quý vị và các bạn vừa được nghe, thì ông này nói là tại sao không so sánh cái việc là 10 ngày tìm thấy thi thể với lại 12 ngày. Người ta không quan trọng là bao nhiêu ngày, nhưng tại sao 12 ngày mới nổi lên thì cái thi thể của chị Hà lại vẫn ở đúng cái chỗ xà lan mà chị Hà rơi. Đúng không? Có ai mà 12 ngày trôi sông mà vẫn ở vị trí nhảy xuống không? Người ta toàn tìm thấy cách đây một cây số, vài trăm mét. Có ai mà nổi lên đúng vị trí đã chìm không? Tiếp theo, có ai 12 ngày mới nổi lên mà thi thể còn nguyên vẹn không? Có ai mà một người nhảy xuống sông mà nổi lên lại co quắp giống như kiểu bị cột vào bao hay không? Đúng không quý vị? Như chúng ta cũng đã biết là khi chị Hà bị rơi xuống sông hay chị Hà bị qua đời trước khi rơi xuống sông thì hiện nay vẫn là một ẩn số, bởi vì hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về việc là giám định pháp y, là xem có cái phân tích nào chính xác hay chưa. Đó, thì chúng ta chỉ có biết được rằng là không có nước ở trong phổi, không có nước ở trong miệng, và cái nguyên nhân vẫn chưa được kết luận. Bởi vì chúng ta đã biết là chỉ có khám nghiệm tử thi ở đây là chúng ta đã biết rằng là không có nước ở trong miệng, không có nước ở trong mũi, thì chắc chắn một điều là không phải là qua đời vì ngạt nước. Bởi vì nếu qua đời vì ngạt nước thì bắt buộc phải uống nước. Đó, thì đây là cái câu hỏi mà của rất nhiều người đã nói rằng là anh Tuấn đã bị bắt chưa? Anh Tuấn tại sao vẫn chưa bị bắt? Thì chúng ta cũng đã biết rằng là cơ quan chức năng họ có thể họ vẫn đang theo dõi để tiếp tục có những cái chứng cứ, bằng chứng cụ thể nhất thì mới có kết quả. Còn tất cả chúng ta, những người làm YouTube, những người phân tích nội dung thì đều không có quyền để kết tội một ai, mà chúng ta chỉ có phân tích và đưa ra những bằng chứng mà thôi. Và anh Tuấn có nói rằng là đến ngày hôm nay là anh vẫn chưa về, không được về nhà để lo cái phần là làm mộ, cũng như là về phần là 100 ngày cho vợ, và không cho vô nhà. Và em chỉ hỏi mọi người một câu thôi, cái lúc quan trọng nhất sinh ly tử biệt là đưa cái thi thể của chị Hà từ dưới sông lên, thì anh Tuấn ở đâu? Thì chúng ta chỉ có biết được rằng là tại sao mẹ vợ của anh Tuấn này, gia đình bên vợ không cho anh Tuấn về thắp nhang, không cho anh Tuấn vào nhà, thì nó phải có lý do. Mà chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao nhà của mình mà mình lại không được về, mà trong khi đó là nhà riêng. Và khi mà xảy ra cái chuyện chị Hà ra đi này, tìm được xác nổi lên, thì anh Tuấn ở đâu? Lúc mà cái xác nổi lên ấy thì hiện trường được giữ nguyên, và anh Tuấn này đã đánh ngay cái xà lan đem đi sửa. Và em hỏi mọi người là cái xà lan của anh Tuấn này nó quan trọng hơn là người vợ? Cái sinh mạng của người vợ nó không quan trọng bằng cái xà lan? Thay vì cái lúc bối rối mà nhận được thi thể của vợ ở dưới sông, thì nếu như một người khác nhá, thì người ta sẽ không ăn được, không ngủ được, không làm gì được hết, bởi vì thất thần quá đau buồn. Thì anh này lại vô tình vui tươi, không có chuyện gì xảy ra vậy, vẫn đi uống cà phê, vẫn mua vé số cho người này người kia, vẫn làm những cái việc mà của một người bình thường làm, đem xà lan đi sửa. Và quan trọng nhất ở đây ấy, là anh nói là vợ của anh ấy, là nhảy xuống sông, là anh cũng rất là buồn. Và anh tìm thấy vợ anh là 5-10 thước thôi, nhìn thấy, và vợ còn cười, và sau đó là sóng đánh chìm luôn. Thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái đó nó đều không phù hợp với thực tế. Và đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa biết được cái gì neo thi thể chị Hà ở dưới sông. Và hiện nay á, tất cả chúng ta đều mà muốn kết luận được ấy, thì bắt buộc phải có một đội thợ lặn người nhái để có thể lặn xuống cái độ sâu ở dưới đáy đó, để rà xung quanh cái khu vực mà tìm thấy thi thể đó, để tìm được cái bằng chứng. Mà em nói mọi người nhé, hiện nay mà để tìm được cái vật gì neo ở dưới rất là khó. Bởi vì chiếc xà lan nó có rất nhiều những cái vật là sắt vụn, thanh sắt, rồi là những cái dụng cụ rất là nặng. Thì khi mà anh này gọi là muốn phi tang thì anh này sẽ bỏ những cái đồ đó vô. Và khi mà xuống đến đáy sông ấy, thì những cái lớp cát, lớp bùn, lớp đất nó sẽ đè lên. Và em nói mọi người là nếu như anh Tuấn này anh có nói á,
tại sao nhiều cái vụ việc trôi sông mười mấy ngày không tìm thấy, tại sao lại không nói mà cứ nói vợ anh Tuấn làm gì và cứ nói đồ ăn cho anh Tuấn. Vậy thì em hỏi mọi người, có cái thi thể nào 12 ngày mới nổi lên mà lại nổi lên ở đúng cái chỗ xà lan đó rơi xuống hay không? Đâu phải là một cái ao hồ nước tĩnh mà để nó nằm xuống đó rồi nó lại nổi lên. Đây là một dòng sông thì không thể nào đứng yên một chỗ, mà không thể nào chị Hà rơi xuống sông mà lúc đó thì anh Tuấn này tả ấy, nó khác hoàn toàn với cái việc tìm thấy thi thể. Anh Tuấn tả là chị này rơi xuống và nó trôi đi từ đầu đến cuối xà lan. Vậy thì tại sao lúc tìm thấy thi thể lại ở trên cái đầu xà lan? Đúng không? Anh ấy tả là nước chảy xiết nên là vợ anh ấy là bị sóng cuốn đi, là anh nhìn thấy là ở cuối xà lan. Thì tại sao khi thi thể tìm thấy lại ở ngược dòng sông? Thì chả nhẽ là cái thi thể nó lại trôi ngược, đúng không? Đó. Thêm một yếu tố mà để quyết định được đây hoàn toàn là có thể là một cái vụ việc đã xảy ra ở trên bờ, là không có nước trong miệng, tất cả những đồ đạc trong người còn nguyên, điện thoại, đồ mặc. Thì cảm thấy rằng là lúc mà người ta là ở dưới nước là người ta phải vùng vẫy, người ta phải ghê lắm chứ. Làm gì có chuyện mà điện thoại rồi những cái đồ đạc trong người mặc đồ vẫn còn nguyên vẹn vậy, đúng không? Nó giống như kiểu là không có chuyện gì vậy, nhảy xuống cái là đi luôn. Đâu có đơn giản như vậy, đúng không? Nó phải có lý do. Tại sao người ta lại nghi ngờ anh Tuấn này, nó phải có lý do. Tại sao đám tang vợ mình mà anh không dám về? Anh đừng nói là người ta không cho anh vào nhà, anh đừng nói là người ta cấm. Nhà của tôi thích thì tôi vào, không thích tôi đi. Ai cấm được tôi? Trừ khi công an địa phương, công an của các cấp, từ cấp phường, xã, huyện đến tại hiện trường không cho anh vô thì anh phải ở ngoài là đúng. Chứ còn làm gì có chuyện mà gia đình của anh cấm anh không được vô là anh không được vô. Từ hôm vợ anh mất đến giờ anh Tuấn chưa về nhà hôm nào. Chỉ về nhà đúng một hôm, như là người hàng xóm vậy ạ. Đi về thắp nhang xong rồi đi. Quý vị có thấy ai không? Nó còn không bằng một người hàng xóm cơ. Cái người hàng xóm người ta đến người ta thắp nhang, người ta còn ở đấy được vài ngày. Còn anh chỉ đến cho nó có, đi hiên ngang, vô thắp nhang xong đi. Quý vị có thấy ai mà vợ mình mất mà như vậy không? Chắc chỉ có một anh Tuấn này thôi. Nên là anh đừng có nói là người ta vu khống cho anh. Anh hãy nhìn đi, nếu như anh là một người khách quan, có ai mà 12 ngày cái xác nổi lên mà nằm nguyên ở vị trí đó không? Rồi chúng ta hiện tại đang rất là mong muốn tìm được cái bằng chứng là cây láp hay là cái bình ắc quy hay là cái độn lốp xe là đang chìm ở dưới dòng sông đó. Nếu như mà lặn xuống đó mà tìm được thì đó sẽ là cái bằng chứng không thể chối cãi được. Bởi vì là cái nguyên nhân bây giờ chúng ta đã thấy rằng là không có nước trong phổi thì bắt buộc là nó phải có lý do là chị này đã qua đời trên bờ rồi. Ném xuống sông thì mới có ở đó. Mà ném xuống sông mà không có vật gì neo thì làm gì mà ở đó 12 ngày được. Em nói với mọi người nhé, những cái đội tìm kiếm có nói là khi mà móc phải là cái ghe cào ấy là đứng không đi được nổi luôn. Nên là mới lấy sức để lấy đà để kéo nó, kéo giật một cái là đứt dây cáp. Mà cái dây cáp to bằng ngón tay chứ đâu phải là nhỏ quý vị. Cái dây cáp nó đứt và cuốn vào chân vịt. Thì lúc đó cái đội đó mới đang tháo gỡ thì cái xác nổi lên ở gần đó. Thì quý vị thử tưởng tượng coi, nếu như không có cái ghe cào đó mắc phải thì làm sao mà cái xác bung được đơn lên đây? Chứ quý vị đừng có dẫn chứng là mắc cái gốc cây. Ở dưới dòng sông không có gốc cây nào đâu. Mà làm sao mới rơi một cái mà mắc được gốc cây được? Lấy cái gì mà mắc? Quần áo không có rách dưới, không có gì mà lấy cái gì mà mắc? Thì chứng tỏ ở đây á, theo lời chia sẻ của anh Tuấn này nói, lúc hai vợ chồng cãi nhau là vợ có đi vào trong võng nằm. Vậy thì chúng ta sẽ liên tưởng ngay là cái võng đó chính là cái vật bao thi thể lại. Có rất nhiều người chia sẻ là chỉ tầm 3 ngày thôi mà nổi lên thôi là đã thấy những cái móng chân, móng tay, những cái khu vực mà da mềm ấy đã có những cái vật ký sinh, thủy sinh nó ăn mòn rồi, ốc bưu rồi, những cua, ốc hến nó rỉa hết rồi. Làm gì mà còn nguyên vẹn được 12 ngày quý vị? Đúng không? Càng nói chúng ta lại càng thấy cái sự việc này nó rất là rõ như ban ngày. Bởi vì là riêng cái việc là ở đây là 12 ngày mới nổi lên, mà nổi lên ở đúng cái vị trí rơi, rồi là không có cái vật gì để gọi là thủy sinh ăn cái phần mềm ở trên cơ thể, thì đó là cái điều mà không thể nào xảy ra. Bởi vì khi anh nói, em nói với anh là, em nói với tất cả quý vị các bạn rằng là anh này tả là vợ nhảy xuống sông, mà anh này thấy, mà anh này không có la làng lên, không báo cho ai biết, mà bình tĩnh để gọi cho từng người thân trong gia đình đến. Em đang phân tích ở đây là chưa biết cái két sắt ở đây có cái giấy tờ gì ở trong đó. Bởi vì là anh này đi ăn chơi, đúng không? Cũng dân ăn chơi mà thiếu tiền thiếu nợ để về xin tiền vợ đi trả nợ. Mà quý vị có thấy ai á? Bây giờ thì ông ấy nói là ở con có thiếu tiền học ấy thì bố sẽ gửi về bố lo cho. Bây giờ cái sự việc nó xảy ra rồi, bây giờ ông mới nói là ông lo cho các con ăn học. Tại sao cái lúc vợ ông còn sống ông lại phải chia 3, chia 2? Đúng không?
một mình ông ăn một nửa, còn vợ ông là với các con ông là ăn một nửa. Trước đây thì là chia bốn, hai đứa con một phần, hai đứa con là hai phần, vợ một phần là ba, anh Tuấn một phần là bốn. Nhưng bây giờ anh đòi chia hai. Vậy thì em hỏi mọi người, có người cha nào mà phải chia tiền với con với vợ không? Nếu như ông này không có cái gì đó thì làm gì có chuyện mà phải cam kết phải chia tiền một nửa. Chứng tỏ là ông này nợ nần rất nhiều và cần tiền, nên là mới có cái việc ở đây là lỡ tay. Ông mới nói là ông quê với bạn bè, bốn là chiếc xà lan xung quanh. Vậy thì em hỏi mọi người là tại sao bốn chiếc xà lan nó không ai thấy? Vợ ông nhảy xuống sông, ông ấy gào lên một cái thì thôi, chứ ở đâu mà chả thấy. Không ai thấy, một mình ông thấy, nó rất là lạ như vậy. Không ai nhìn thấy vợ ông nhảy xuống sông, một mình ông nhìn thấy, mà trong khi đó có 5 chiếc xà lan xung quanh, đúng không? Rồi là bây giờ ông lại nói rằng là ông ấy là chặt cái xuồng nhỏ để rơi xuống để cứu vợ, bơi ra cứu vợ. Thì em hỏi mọi người là vậy thì chúng ta đang phân tích ở đây là chị Hà có oan ức không? Chúng ta nhìn vào chúng ta biết là một người biết bơi, ông Tuấn này có nói là vợ ông biết bơi, biết bơi mà nhảy xuống sông một cái là chìm luôn. Thì quý vị tự tưởng tượng, có không thể nào mà chúng ta cảm thấy đây là những cái lời mà phân tích nó đúng. Bởi vì nếu như vợ ông biết bơi, làm sao mà nhảy xuống một cái mà chìm luôn được, đúng không? Bắt buộc là rơi xuống đó phải có một cái thời gian 5-10 phút vùng vẫy ở đó, chứ làm gì có chuyện. Quý vị phải hiểu là cái người không biết bơi á thì chỉ 1 phút 2 phút thôi là chìm. Nhưng cái người mà biết bơi thì không thể nào chìm được, bởi vì người ta đứng ở dưới đó, người ta chỉ cần vẫy cái chân thôi là nó đã nổi rồi. Chị em hỏi mọi người, có ai mà biết bơi mà nhảy sông mà qua đời được không? Đúng không quý vị? Nên là em nói mọi người đây á, càng nói thì chúng ta lại càng cảm thấy là nó có cái điều gì đó mập mờ ở đây. Anh Tuấn anh ấy nói là anh ấy nhảy xuống mà thấy 10 thước ra là rồi là nước nó cuốn đi. Vậy thì em hỏi mọi người là không có cái lý do nào như vậy đâu. Nó bắt buộc nó phải có lý do, đúng không? Nó phải có lý do, chứ làm sao mà có chuyện mà anh nói như vậy được. Đến bây giờ tất cả những cái bằng chứng đã được sâu chuỗi lại, là cái giờ mà anh nói là anh điện cho dì Năm, dì Mười, là cái giờ buổi trưa. Vậy thì em sẽ nói mọi người là cần phải được làm rõ sự việc. Tại sao dì Năm nó lại là người nhận được cuộc gọi đầu tiên? Tại sao lại phải gọi cho những anh em bên đằng nội? Tại sao lại phải mở két sắt? Tại sao lại phải lấy tiền trong đó, đúng không? Ở trong đó có bao nhiêu tiền? Thì anh này là anh cũng vì tiền mà anh mới làm những cái việc này xảy ra. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích những cái nội dung là chị Hà không có nước trong miệng, không có nước trong phổi, không có vật gì ăn bên ngoài, và 12 ngày nổi lên ở cùng một chỗ, là đấy là đã có bằng chứng, nó quá rõ ràng rồi, đúng không? Bởi vì là những cái điều đó thôi là chúng ta đã thấy rằng là nó quá rõ ràng rồi, nó còn gì nữa để mà nói. Nên là em nói mọi người, đến ngày hôm nay chúng ta vẫn đang đợi chờ một cái thông tin chính thức, một cái kết luận là nguyên nhân mà chị Hà qua đời, để chúng ta sẽ có thể nói là làm rộng đường dư luận. Bởi vì là hiện nay tất cả chúng ta đều rất là bức xúc, nhiều người còn nói rằng là tại sao mà bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nào mà tóm được ông này, bởi vì kết luận bây giờ chưa có. Khi có kết quả điều tra là nguyên nhân, người nhà cũng bức xúc lắm chứ. Người nhà còn nói rằng là ở anh Tuấn này chưa có về nhà, anh Tuấn này nhờ một ai đó đến hỏi để anh Tuấn này về nhà thắp nhang. Quý vị có thấy mình không có làm thì làm gì mình phải sợ? Ông Tuấn này sợ đến cái mức mà không dám về nhà. Ông ấy nói là sợ bên gia đình, bên vợ rồi này kia rồi là phải đi làm. Quý vị có thấy ai mà vợ mất mà mình vẫn ung dung đi sửa xà lan không? Cái ngày, cái lúc mà vợ ông ấy nổi lên thì ông đã đánh ngay cái xà lan rời khỏi hiện trường. Thì chứng tỏ ở đây là anh phải có cái điều gì đó mập mờ, anh mới phải đánh xà lan đi. Chứ làm gì có chuyện mà vợ anh qua đời anh phải buồn, anh phải lo lắng, anh phải làm tất cả mọi thứ đây không? Anh đã âm thầm đánh xà lan đi sửa. Anh nói là phải đem xà lan đi sửa. Mà tại sao lại phải sửa đúng cái ngày vợ qua đời, đúng không? Nên là em nói mọi người ở đây là ông Tuấn này, ông càng nói thì ông càng chứng minh thì lại càng sai. Chúng ta sẽ biết được ở đây là cái kết quả là như thế nào, đúng không? Nên là em mong tất cả quý vị khán giả sẽ tiếp tục góp ý và những cái thông tin về việc gia đình của ông Tuấn hay là chị Hà thì cũng cần được cung cấp để chia sẻ với tất cả mọi người. Anh trai của ông Tuấn còn gọi cho em, dọa em là ở đâu để kiếm em. Thì em hỏi mọi người là nếu như ông không có tội thì tội gì ông phải họ dăm hăm dọa người khác, đúng không? Ông không có tội thì làm gì ông phải sợ? Ông ấy không có tội, em ông không có tội thì có gì ông phải sợ? Hay là có khi nào hai anh em là hỗ trợ nhau không? Đúng không? Chúng ta có quyền nghi ngờ chứ. Bởi vì anh gọi cho em anh hăm dọa thì anh phải có lý do. Anh sợ người ta biết anh mới phải ngăn chặn người ta, đúng không? Còn anh không sợ người ta biết anh sợ gì? Nên là em nói mọi người là tất cả chúng ta hiện tại đều đang rất là bức xúc, đều đang muốn sự thật, nó phải là sự thật, để tiếp tục phanh phui cái vụ việc này, để làm rõ, để cho nguyên nhân, để cho chị Hà được thanh thản ra đi. Không thể nào mà chị Điệu oan ức như vậy được, đúng không?
chìm ở dưới đấy 12 hôm mà nổi lên mà vẫn còn nguyên vẹn không có bị gì hết. Rồi là cái vật gì neo ở dưới mà để đứt dây cáp cũng cần phải được làm rõ, xác minh rõ là có phải do độn lốp xe, có phải do láp hay là có phải bị gác quy hay không. Nhưng bị gác quy thì em sẽ nghĩ là nhiều hơn, bởi vì là vẫn có những cái vật là láp lốp xe nhưng vẫn có bình gác quy, bởi vì gác quy nó axit nó đổ ra đấy, nó làm cho đen cái phần tóc. Đấy cũng là một cái nguyên nhân mà em muốn cập nhật cho tất cả mọi người cùng biết ha. Và video này em xin phép dừng ở đây, em sẽ liên tục cập nhật thông tin để đăng tải cho tất cả mọi người cùng xem. Không thể nào mà chúng ta sợ một cái lý do gì vì tác động của những cái người với gia đình của ông Tuấn mà chúng ta phải sợ, nên là em cũng sẽ cố gắng cập nhật cái thông tin mới nhất. Quý vị khán giả tiếp tục góp ý ở bên dưới video này quý vị nhá. Chào tất cả mọi người.